với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Nhân chương trình của chúng ta thì Diệu Thảo chia sẻ với lại quý vị khán giả và với Minh Châu nữa một lá thư của một vị khán giả quen thuộc của chúng ta và gửi về chương trình. Chị khán giả đó là chị Hồng Hạnh ở quận Tân Phú. Thì trong thư của chị Hồng Hạnh có đoạn như sau nha: là một người bận rộn với công việc cho nên tôi thường chọn những món ăn nấu nhanh mà tiện lợi, trong đó mực là nguyên liệu thường được tận dụng nhất vì cả nhà tôi đều thích ăn mực, mà mực thì lại chế biến nhanh chóng nữa. Nhưng tôi chỉ biết làm hoài mấy món như là hấp, rim, xào chua ngọt, ăn hoài cũng ngán. Vì vậy nhờ chương trình hướng dẫn một món ăn khác nhưng mà cũng sử dụng mực á, nhưng mà đảm bảo là phải tiện lợi và nhanh chóng. Vậy thì chị Hồng Hạnh đã gõ đúng cửa rồi, đã có cô Diệu Thảo ở đây thì chị không phải lo gì cả. Chắc là cô Thảo đã có sẵn một cái chủ ý để ngày hôm nay đáp ứng yêu cầu của chị rồi, đúng không cô? Không phụ lòng mong đợi của vị khán giả vừa mới gửi thư cho chương trình và cũng để giới thiệu cho quý vị khán giả, thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng vào bếp với món ăn mực sốt thơm. Để thực hiện món mực sốt thơm thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 2 con mực ống khoảng 200g, 1/4 trái thơm băm nhỏ, tương xí muội, bột năng, tỏi băm, ớt băm và nửa chén nước dừa. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị các loại gia vị thông thường và Ajiquit bột chiên giòn hải sản. Phần mực khi mà mua về thì quý vị khán giả sẽ làm sạch, sau đó thì chúng ta sẽ sắc khoanh có độ dày khoảng 0,7cm. Mình chọn cái loại mực ống mà con vừa vừa thôi phải không cô? Mực ống chúng ta chọn con vừa thôi, con to quá thì nó cũng sẽ dai mà con nhỏ quá thì nó cũng sẽ không ngon. Chúng ta sẽ lấy khoảng chừng 60g bột, tức là quý vị khán giả sẽ lấy khoảng chừng phân nửa cái gói Ajiquit bột chiên giòn hải sản chúng ta cho vào tô. Kế đó chúng ta cho vào khoảng 55g nước. Chúng ta cho nước vào từ từ và chúng ta khuấy đều. Cái này thì em biết nè, nếu mà mình cho vào liền một lúc như vậy đó, thì rất dễ làm cho bột nó bị vón lại. Bị vón lại và người ta thường hay gọi cái hiện tượng đó là bột bị ốc trâu. Quý vị khán giả thân mến, quý vị nhớ điều này nha. Chúng ta cho nước vào từ từ thôi, như vậy thì bột sẽ được tan đều, chúng ta chế biến sẽ ngon hơn ạ. Minh Châu giúp cho cô khuấy tiếp. Và trong khi chờ cho Minh Châu tiếp cái phần còn lại thì chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Phần dầu ở trong chảo khá nhiều là vì khi mà chúng ta chiên cái món mực sốt thơm này thì quý vị khán giả sẽ chiên ngập dầu. Khi chúng ta khuấy xong thì quý vị khán giả thấy không, bột nó có cái độ mịn và sệt chảy xuống rất là nhẹ nhàng như thế này là được. Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là chúng ta phải thấm khô cái phần mực này, xong rồi sau đó chúng ta cho vào trong cái phần bột. Thấm khô như vậy có mục đích gì không cô? Khi chúng ta thấm khô như vậy thì sẽ không làm cho cái lượng bột của chúng ta nó bị loãng đi. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thả cái khoanh mực vào. Minh Châu giúp cho cô những cái khoanh mực nào mà vàng quá rồi thì chúng ta có thể vớt ra cái phần giấy thấm dầu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ qua giai đoạn làm sốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy một ít nước, cô sẽ pha trước một cái ít bột năng này ra. Minh Châu giúp cho cô hòa cái phần bột năng này cho thật là đều. Chảo cũng nóng rồi, quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn. Chờ cho dầu nóng nè, cho tỏi vào, đảo đều cái phần tỏi này để cho tỏi vàng thơm. Dạ. Giai đoạn kế thì chúng ta sẽ tiếp tục cho đến cái phần thơm này vào. Wow. Và chúng ta đảo đều phần thơm này. Quý vị khán giả cũng cần phải lưu ý một chi tiết nhỏ nhưng mà rất là quan trọng ở trong giai đoạn này. Chúng ta phải xào cái phần thơm này cho thật là kỹ, có độ trong rồi và thấm gia vị thì lúc đó chúng ta mới cho tiếp nước vào. Như vậy thì sốt sẽ ngon hơn. Phần gia vị cô cho vào là khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, một muỗng cà phê đường. Và bây giờ chúng ta tiếp tục xào cho thật kỹ. Cô sẽ tiếp tục cho vào khoảng 5 muỗng canh nước dừa xiêm nữa. Em biết là cô cho nước dừa xiêm vô thì sẽ rất là ngon, nhưng mà em đang thắc mắc nè, tại vì mình dùng nước dừa xiêm như vậy thì có tiện không? Ví dụ như nhà không có nước dừa xiêm thì sao? Tất nhiên là nếu mà chúng ta làm sốt thơm mà quý vị khán giả không có nước dừa xiêm thì chúng ta sử dụng nước thường cũng được. Tuy nhiên chúng ta sử dụng nước dừa xiêm trong cái món sốt thơm này thì sẽ giúp cho sốt có vị ngọt thanh và ngon hơn. Dạ em nhớ rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sử dụng nước dừa để làm sốt để giúp cho sốt có vị ngọt thanh nè và có mùi thơm thật là tự nhiên nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho khoảng một muỗng canh tương xí muội, thêm vào khoảng một muỗng cà phê ớt băm, cho thêm khoảng một muỗng cà phê nước bột năng nữa. Bây giờ thì đợi cho cái phần bột năng này chín thì chúng ta tắt bếp. Dạ. Cô ơi, cô ơi, đây đẹp chưa? Cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta gấp mực ra trước nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho sốt vào.
cuối cùng thì sẽ trang trí thêm là một nhánh ngò, một chút xíu sốt nữa nè. Tới đoạn này là em hồi hộp vô cùng luôn á. Đây, Minh Châu thử nha. Dạ, chấm một ít sốt thơm. Kỳ quá à. Sao bên ngoài giòn, bên trong thơm thơm, đậm đà, thích quá vậy ta. Quý vị khán giả thân mến, quý vị thử một miếng mực thì sẽ có cảm nhận giống như Minh Châu thôi. Vỏ bên ngoài vàng giòn, đậm đà, ở bên trong mực á ngọt lắm. Cái vị ngọt tự nhiên của hải sản, bởi vì chúng ta vẫn giữ nguyên miếng mực mà. Rồi khi mà chúng ta ăn thêm với sốt thơm nữa thì quý vị mới có thể cảm nhận được trọn vẹn sự kết hợp này. Sốt thơm, chua chua, ngọt ngọt, nhẹ nhàng thấm vào trong miếng mực. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi tin chắc rằng món ăn này đối với quý vị sẽ rất dễ dàng để thực hiện, và khi ăn thì cũng rất là ngon và không kém phần hấp dẫn đâu ạ. Đặc biệt đối với chị Hồng Hạnh, vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình, thì chương trình đặc biệt cảm ơn chị vì chính những sự góp ý, những cái yêu cầu của quý vị khán giả đã là nguồn động lực để chúng tôi ngày một phát triển hơn. Quý vị đừng quên nhé, hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, và số điện thoại của chúng tôi là 0838237557. Đó chính là trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto Việt Nam. Và dĩ nhiên một kênh giao tiếp rất quen thuộc của chương trình với quý vị là món ngon mỗi ngày.com, một trang web đã trở thành người bạn thân thiết của quý vị rồi. Hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Cô Dự Thảo và Minh Châu xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.